Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thấm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta, giản dị chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tự chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn của chúng ta. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát êm như sáo diều dần dần, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Gió không quản thân gầy mẹ hiền,
Mảnh trời quê trong tâm thức, những cánh đồng, con sông nhỏ thân yêu, diều sáo vi vu, ôi tiếng mẹ ru hời. Cũng có một góc quê hương giàu đẹp, nơi cội nguồn cha ông, và cũng là nơi gửi gắm đức tin yêu trên đất nước Việt Nam ta, với biết bao vùng quê nặng nghĩa mận tình, và cũng có biết bao những trái tim từng thốt lên ôi quê cha đất mẹ.
Thank you.
Với những tấm lòng chân thật, suốt một cuộc đời biết bao lam lũ gian nan, thừa ruộng sâu mộc mạc những con người, nhưng vẫn đậm đà chứa chan tình cảm quê hương làng xóm. Mẹ tôi sinh ra trong một xóm quê nghèo vắng, rồi lớn lên trong vòng tay êm ấm của cha và mẹ. Cũng như bao số phận cùng một kiếp con người, mẹ đã cùng cha gắn bó hướng đi đến tương lai. Vì cuộc sống của anh chị em chúng tôi trải qua bao năm có mẹ cha dưỡng dục, rồi chúng tôi lớn lên với bao ngả sống của cuộc đời. Nhưng trong tim tôi, quê hương đó vẫn ngọt ngào, con người đó, truyền thống đó, ôi đậm đà chất sống. Mẹ thường dạy chúng tôi rằng sao cho nội ngoại ông bà mến thương, ngày ngày cấp sách tới trường, kính thầy mến bạn, cháu thường chớ quên. Mai này cháu được lớn khôn, đền ơn cha mẹ, nhớ ơn ông bà, chung với nước, hiếu với nhà, đức tài vẹn trọn, quả là quý hơn. Lời Phật dạy, hễ ai hướng cho cha mẹ ngay trong đời hiện kiếp, biết quy y ba ngôi báu nhiệm màu, giữ gìn tam quy ngũ giới siêng năng, sau thoát sinh tử luân hồi, đó mới là chí hiếu. Và hoa xuân không nở giữa ngày thu, mây u ám trên trời như báo điềm rất dữ, sấm cứ sấm sao còn chớp lờ, xoẹt lên trời ánh sáng của cách xa. Gió thét sóng gào nơi đại dương dâu bè, thanh thản xuôi tay mẹ tôi lìa xa trần thế, hơi thở cuối cùng là lời chào vĩnh biệt dương gian. Bệnh nan y, gặp thầy gặp thuốc rồi cũng qua khỏi, nhưng chẳng thầy thuốc nào thắng nổi mệnh trời. Mẹ của chúng tôi không tỉnh giấc như mọi ngày. Mẹ kéo dài giấc ngủ của mình từ ngày thu nay đến muôn vạn ngày thu sau. Mẹ chấm dứt cuộc đời tận tụy cho gia đình và xã hội bằng một hơi thở cuối. Bây giờ con cháu quây quần, mẹ đi để lại vạn lần thương đau. Mẹ mang theo ánh trăng rằm, trời không sáng nữa vạn lần xót đau. Cháu con họ Mạc thàm sầu mênh mang, đại gia tổ chức lo tang. Mẹ đi tiếng khóc gọi vang khung trời, nhìn mặt mẹ lần cuối thôi, lòng con nức xoáy bao lời mẹ ơi. Mẹ ơi, con rất đau lòng, nhớ công ơn mẹ sinh thành ra con, công ơn 9 tháng kêu mang, 3 năm nuôi nấng sớm hôm đêm ngày, thân con có được hôm nay, trải bao vất vả tháng ngày vì con. Vì con nên mẹ gầy mòn, mong sao con lớn con khôn hơn người, mai sau khi 70-80 có chỗ mẹ cậy, có nơi mẹ nhờ. Mẹ ơi, con thực không ngờ, lá vàng gập gió bây giờ tìm đâu, nghĩ càng thấy tủi thấy sầu, bao giờ thấy mẹ ơn sâu con báo đền.
và của trời. Thế rồi hôm nay mẹ đâu còn ở đời với các con. Hôm nay mẹ các con thương nhớ mẹ hai hạ mẹ tư. Cả đời mẹ sống vì Chúa. Mẹ tôi quý tôi yêu. Mẹ tôi đã khổ trăm chiều nuôi tôi. Mẹ tôi sống ở trên đời. Ước mơ cao nhất của người là được con thảo cháu ngoan. Những ai sinh ra ở trên đời này, từ các bậc hiện tại đến các vị ân nhân cũng vậy, đều bước ra từ trong lòng mẹ. Mọi sự thành đạt đều là mẹ vui, khi thất bại là mẹ buồn đau. Trong câu ngạn ngữ ta thường nói cha trời mẹ đất, tôi cho rằng đúng vậy. Mẹ là đất, từ đất sinh ra mọi thứ, trăm sự trên đời cũng từ lòng đất đi lên. Mẹ đã chịu đựng mọi phong ba bão táp, nắng hạ mưa đông giặc giã tứ thời đều chồng đến đôi vai gầy của mẹ. Thật không có vật quý nào dám sánh tày lòng mẹ. Mẹ là tất cả của đời con. Mỗi người sinh ra trên đời đều chịu một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng ở đây xin nói đến mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng phải là liệt nữ dị nhân hay nữ hoàng quận chúa gì. Người mẹ quê mùa đã trải bao nỗi bất hạnh của cuộc đời. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương. Cái cảnh nghèo xưa thiếu đủ đường, dãy nắng dầm trương phong phanh nhau vải. Trường đất mái tranh, nơi quê nghèo tân ra, chỉ sống bằng đôi tay nhỏ bé. Đôi tay ấy làm ra gạo, mà tứ mùa phải ăn khoai. Con cua cái ốc, rau đắng củi rào, đêm đêm thao thức ấp ủ cả một đàn con. Chúng tôi sinh ra đời, quần tắm kế, mang sành cơm gói moa cao. Áo quần mặc kế tiếp nhau, chẳng đứa nào dám mơ đến manh áo mới. Cả cuộc đời mẹ tôi chưa một lần được đi xem hội, chỉ bồng con nghe vọng tiếng hát dẻo văng vẳng lạc bên rộn rã hò reo. Mẹ chỉ ôm con rồi thở dài thõng thở. Có ai thấu cho cảnh vách thưa nhà giọt? Có ai hiểu cho cảnh cơm nguội nhà ngoài từ thuở xa xưa? Mưa cứ xối xả vách thưa nhà rồi, mẹ nghiêng tấm lưng trần ấp ủ một đàn con. Nhiều khi mẹ thức thâu đêm, cánh cửa khép hờ, đợi chân con về muộn. Trang sách đầu đời chúng tôi chỉ là một tờ giấy loại. Mẹ dạy tập đánh vần hai tiếng o a.
Mỗi khi thấy mẹ vắng nhà, cả bọn chúng tôi ngóng chờ đỏ mắt. Quà mẹ tôi mua chỉ là tấm bánh đa vừng nhỏ nhất. Cạnh đông con bẻ nhỏ dễ tia, chúng tôi đứng đợi mẹ về mà luôn nao trong tuần. Thấy con người đùa vui náo nức, mẹ nghẹn ngào rồi dắt con đi. Cả đời mẹ tôi chẳng thích đi xa, cả đời mẹ tôi chẳng biết trốn nhà ga bến tàu, cả đời quen với đồng sâu, cả đời chỉ sắc áo nâu mặt mà, cả đời nón thách áo mưa, cả đời tắm nắng hội mưa cả đời. Thế là mẹ tôi đã ra đi. Mẹ tôi ra đi đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Đứa em gái rưng rưng kể lại giây phút cuối cùng mẹ gọi các con. Giờ này con biết nói gì hơn, mẹ lầm đó mà âm dương cách biệt. Để lòng con đau thắt ruột, chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt mấy gian nhà. Lệch quá mẹ ơi, làng xóm bà con ai cũng ngậm ngùi, cháu chắt đầy đàn mà tao còn thiếu. Chỉ có mẹ, chắc là mẹ hiểu, mẹ thương chúng con chưa khá được đâu. Thân thương hai nễ bắt ông bái.
trưởng tạo nên nên điểm tuần tràng. Về nhà mẹ ơi, giờ đây tu con lúc này đây tay con tay cả chân con tiệm chân tinh như phàm. Mà mẹ ơi, dẫu con thân rằng mẹ cũng cha tuy không đẻ dẫu con, nhưng mẹ ơi chúng con được cha được mãi. Thế là mẹ tôi đã đi xa đột ngột quá chừng, để từ nay các con ở xa về không được nghe mẹ nói. Đứa em gái rưng rưng kể lại cái giây phút cuối cùng mẹ cứ gọi tên con: mẹ ơi, mẹ thương nhiều cho những đứa về sau, sau thấy được mẹ đã nằm trong lòng đất. Và lúc bấy giờ chỉ vật đầu kêu khóc, lôi tay về mà có chịu về đâu. Nơi mẹ nằm chính là đồng trũng ruộng sâu. Cả cuộc đời mẹ đã còng lưng cây hai, cả cuộc đời mẹ đã tạo tần bươn trải, để ngàn cánh bò không sánh nổi đêm thâu. Mẹ ơi, giờ này con muốn làm một đứa. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi Phật tử chùa Vĩnh Phúc Quán Chữ Kiến An Hải Phòng, do bà Vũ Thị Bàn và ông Vũ Khắc Hương làm trưởng đoàn, được tin cùng Vũ Thị Bách 250 về với tổ tiên. Chúng tôi về tại gia chung chia buồn cùng gia quyến, được thắp nén hương thơm kính viếng hương hồn cụ phổ cập tam hữu pháp giới chúng sinh trí tâm phát nguyện. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chúng tiêu phân điện hoa vi phụ mẫu hoa thai kiến thần bồ vô sinh bất thoái bồ tát Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi thiên dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Một phút mặc niệm tưởng nhớ đến hương hồn cụ Vũ Thị Bách bắt đầu. Để được chạy lại ôm chân mẹ khóc òa, cứ mỗi lần con đi xa nhà vẫn mơ tới bóng quê nhà có mẹ già đang đợi. Mẹ nghèo quen với đồng sâu, quanh năm chỉ sắc áo nâu mặn mà, ta chịu cái cảnh hắt hiu lều lát thay nhà, da mồi tóc bạc thương tha đã từng. Con vẫn biết cứ nghèo là khổ, mẹ đã tìm cách sinh nhai khốn khó qua ngày. Bao năm chịu cảnh gạo chịu tiền vay, hết lo sách bút lại giày áo cơm. Thế rồi mẹ dẫn con đi học tay bồng tay dắt, đứa lớn chưa khôn loắt toắt thơ ngây. Tan học về mẹ ngồi tựa cửa, mẹ ngóng mẹ trông đứa đứa về dần. Mẹ nhìn thấy đàn con quây quýt súng quây quần, bát cơm mẹ nhịn để phần không ăn.
chỉ có dưa muối mà khó khăn mới có. Của không ngon, nhà khó cũng ngon. Cả đời mẹ sống vì con, ân đức ấy con còn nhớ mãi. Thế là mẹ tôi đã đi ra rồi. Nhìn đàn con, mẹ chẳng nói gì, như kiểm từng đứa rồi âm thầm nhắm mắt. Cả đời mẹ đã trải mái tranh tường đất, nay có bát cơm thơm, mẹ vội đi đâu? Mẹ ơi, quên sao được những cảnh đông con sống thời bao cấp, bát gạo non mì rẻ sẻn chia đôi. Chúng con mong mẹ sống lâu hơn nữa, để một lần con phong áo đỏ cả nhà vui. Ước áo ấy không được nữa rồi. Trong giây phút mẹ đã ra người thiên cỏ. Để từ mai khi chúng con về đến ngõ, chiếc ngõ này như con lại bước trong mơ. Con không thấy bóng mẹ ngồi chờ, chẳng còn nhìn thấy mẹ ngồi trên giường cài tóc. Ôi mỗi sợi bạc là một ngày cực nhọc, mẹ chẳng nghĩ về mình mà chỉ nghĩ đến các con. Dù sông có cạn, núi tàn có mòn, nhưng hình bóng mẹ vẫn còn trong tôi. Tôi nguyện ơn mẹ đời đời, vẫn là con mẹ, vẫn người nhà quê. Cảm ơn con chưa nói thành câu. Mẹ 9 tháng cứu mang đau đớn khi con ra đời, thân cò lặng lội bờ ao, chỗ ước mẹ nằm dành chỗ ráo cho con. Một đời gian nan cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi nghe mẹ tình cha con dưỡng nuôi ân đức sinh thành, chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo được tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Thank you.
gian nan, cha gánh vác lo gia đình. Tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân, lẽ sống ở trên đời. Âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời, cha soi lối con đi. Ôi, nghĩa mẹ tình cha như núi cao biển lớn sông dài. Dẫu có ai đêm hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con, cha bôn ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Ôi, nghĩa mẹ tình cha công dưỡng nuôi ân đức sinh thành, chưa hiểu sao đền đáp cho tròn. Nào mấy ai lấy thước đo đường tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con công ơn như biển hồ lai láo, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày. Phận làm con chưa hiểu xin đừng quên, người ơi hãy nhớ còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Tôi hôm nay đang trên đà đổi mới về mọi mặt, hàng ngày hàng giờ khoác lên mình một dáng vẻ mỹ miều. Nhiều nhà cửa khang trang hiện đại, các loại cửa hàng cửa hiệu mọc lên với muôn sắc màu. Cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc, phù hợp với xu thế hiện đại trong thời kỳ hội nhập và hòa nhập của nền kinh tế thị trường đa thành phần. Người người, nhà nhà thi đua xây dựng cơ sở vật chất, làm giàu cho gia đình, cho quê hương, góp phần làm đẹp cho cảnh quan thị trấn. Một bản hòa tấu tô thêm vẻ đẹp, một sức sống mới, hơi thở mới của thời mở cửa. Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Than ôi, bỗng đâu vật đổi sao dời, một tin buồn đã ập đến cho gia đình và dòng tộc chúng tôi. Mặc dù phụ mẫu chúng tôi đã được các thầy thuốc và con cháu chăm sóc tận tình cứu chữa, song vì tuổi cao bệnh trọng, trái tim đã vĩnh viễn ngừng đập và chút hơi thở cuối cùng. Trong lúc lâm chung, các hội đoàn địa phương, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh và huyện, bà con lối xóm, các liên gia thông gia, các hội nghĩa tình và con cháu ở khắp nơi xa gần đã ân cần tới viếng thăm và động viên gia đình
phố, có thủy, có chung. Lúc tối lửa, tắt đèn, có nhau.
ngày ngày chăm lo vun trồng. Miếng đất ruộng cây nương khoai gồng gánh đôi vai. Mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió. Yêu quê mẹ đã hòa hạt lúa bóng quân thù tàn chiến tranh, tàn chiến tranh. Mẹ đón con về tháng tháng ngày ngày chăm lo vun trồng. Ruộng cây nương khoai gồng gánh đôi vai. Mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió. Yêu quê mẹ đã hòa hạt lúa thơm. Yêu quê mẹ đã hòa hạt lúa thơm. Yêu quê mẹ đã hòa hạt lúa thơm. Thế là từ nay, chúng con, chúng cháu mất đi một người bà, người mẹ kính yêu. Gia đình mất đi một người trụ cột, bà con lối xóm, các thông gia, liên gia mất đi một người bạn tri ân. Các hội đoàn địa phương mất đi một hội viên gương mẫu. Kể từ nay, hình bóng của bà vẫn mãi mãi sống trong tâm tưởng của mọi người. Hôm nay, trong giây phút tiễn biệt đau thương này, mọi người gần xa đến với lễ tang với những tấm lòng thành kính. Đội trống, đội kèn tiễn biệt bà về với thế giới người hiền. Trong giây phút thiêng liêng trang trọng, tiếng trống, tiếng kèn vang vọng cả một vùng quê. Tiết tấu nhạc buồn, chán hòa, cởi mở. Đó thực sự là biểu hiện tấm lòng tri ân với người đã khuất, là cái nghĩa, cái tình của người còn sống. Tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của cộng đồng. Khi còn sống, bà luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm. Khi bà đi xa, tình làng nghĩa xóm, nghĩa dân phố cứ lan tỏa như một bản tình ca. Trong giây phút thiêng liêng đau thương này,
mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành táng và lễ an táng bà bắt đầu từ đây. Tiếng lệnh âm vang, tiếng trống, tiếng kèn của đội nhạc táng cùng với tiếng khóc xé lòng của con cháu, tất cả đã hòa quyện vào nhau như bản hợp sướng đồng quê, dạo rực con tim trầm hùng rung động lòng người.
đời người như một giấc mơ. Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Tuần hườn máy tàu chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu tam bảo mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ bước, về nơi Phật đường. Cũng vì bác ái lòng thương, cầu cho người được về nương Bồ Đề. Xa lìa biển khổ tối mê, tam đồ lục đạo mà về Tây Phương. Dứt lìa danh sự vấn vương, ở nơi Phật cuộc an khương đời đời. Vậy nên đây có đôi lời nhắc người bóng cũ nay thời biệt ly. Cảnh đời lắm nỗi sầu bi, tình ân phụ mẫu nay thì cách xa. Cảnh đời như bóng phù hoa, tình thâm huynh đệ phải xa hội này. Cảnh đời nào khác chòm mây, tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa. Cảnh đời như bọt nước kia, tình thương cho mây cũng lìa với nhau. Cảnh đời như gió thổi mau, tình thương con cháu thế sao cùng lìa. Cảnh đời như bể dâu kia, tình bằng cô hữu cũng chia đôi đường. Cảnh đời như thể xa xương, tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luôn bi ai, khác nào hoa nở rồi mai tàn.
đi khắp thế gian không ai tốt như mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đường đứt dây. Đường đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân.
uống nước nhớ nguồn vốn là truyền thống đẹp của người dân nước Việt. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, còn cháu con có ông bà cha mẹ sinh thành ra mình. Sự tinh hoa của ông bà lại truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con, và tiếp tới thế hệ cháu chắt. Cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm lên tinh hoa của một dân tộc, của bao lớp người biết ghi ơn công đức thế hệ đi trước. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, được cất lên trong lời ru của bao người mẹ trẻ, bên vành nôi cánh võng của những ngôi sao tí hon thơm nồng hương sữa ngọt. Giờ đây ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu nặng ân tình này. Vâng, chẳng còn ai biết được tác giả của lời hát ru ấy, nhưng ngữ nghĩa và âm điệu của nó cứ vọng mãi đến ngàn sau, thầm nghe trong gió sụt sùi, cơn mưa mách bảo ngậm ngùi vong linh. Con chim nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông, nỗi buồn trên áng mây bông, những điều dữ báo ngay cho mỗi người. Mảnh đời như ánh sao trời, để rồi thảng thốt đổi ngôi bất thường. Bao năm tháng sống yêu thương, khi về chín suối còn vương tấc lòng. Thank you.
sáu tầng chờ xa. Cha thề cuộc bấm cải sau để nuôi con lớn biết bao nhiêu nhọc nhằn. Có gì cao hơn tôi, chỉ có tình cha nghĩa mẹ tận trời mà nửa đời con mới để giờ mẹ cha sắp xa con rồi. Đêm đêm thức giấc mơ màng lạc loài xa xứ thân mình lẻ loi. Ngày về năm tháng cứ trôi, mẹ cha sức khỏe nữa đâu mà đợi chờ. Mẹ hiền cha yêu thương, mãi đợi con về, con sẽ trở về, con sẽ trở về. Mẹ hiền cha yêu. Thank you.
cùng bà với thầy bác về với an nghỉ cuối cùng được trang nghiêm Phật. Đại diện cho các ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, cùng toàn thể các quý vị gia đình hiếu mến, cùng toàn thể các quý cô, quý ông bà, cô bác và các tộc quê hương xóm ngõ, khách sạn bản gần. Vâng, hãy có chút những thời gian vàng ngọc trở về tại chốn xa để cùng tham dự phần nghi thức lễ truy điệu và dành trọn những tình cảm lễ tiến đưa các cuốn. Là vào đúng hồi 7:45 sáng ngày hôm nay, ngày 7/11/2023, các vị khách quý, các quý cô, quý ông bà, cô bác gia và bà con quê hương xóm ngõ, khách xa bản gần, hãy phụ bà Vũ Thị Bách một tình cảm cuối cùng và chúc cháu anh em hòa tập vừa hoài trong đời gia đình của cô. Xin phép được thay lời các con của cụ có đôi lời than khóc gọi mẹ,
trước lúc mẹ đi xa. Mẹ Hiền ơi, mẹ ơi, mất mẹ thật rồi. Mẹ rơi con tiễn, mẹ rời thế gian. Cõi trần bỗng chốc vỡ tan, nén hương đỏ bát cuộn tàn vào thân. Xót xa nến rò từng phần, vách quan tài nỡ cách ngăn đôi đường. Mẹ ơi xa cách âm dương, trần gian để lại chiếu giường trống không. Cửa nhà bỗng chốc mênh mông, trắng màu tang phủ đau lòng biệt ly. Kẻn sầu khóc tiễn mẹ đi, xé lòng con trẻ khắc ghi đời đời. Mẹ ơi mẹ ngủ yên rồi, cõi trần gian mẹ vẹn nguyên ngày nào. Vâng, và để thay lời cho các con của mẹ, đoàn xin được kính dâng lên mẹ bản nhạc Lòng Mẹ. Người là ngọn đuốc thắp sáng tâm hồn chúng con, soi sáng cho chúng con từng bước đi trên khắp nẻo đường đời. Mẹ kính yêu ơi, giờ này trước lúc biệt ly, anh chị em chúng con ngậm ngùi cúi đầu, chỉ biết cầu mong cho hương hồn mẹ được Đức Phật chạnh lòng thương, tiếp dẫn hương hồn mẹ về Tây Phương Cực Lạc qua bản nhạc Lạy Phật Quan Âm. Thank you.
mẹ hiền ơi, vậy là hết từ nay đâu còn nữa. Trên dương trần còn lại nấm cỏ xanh, nhìn màu tang dầu dĩ phủ bao trùm, đã che khuất hương hồn nơi chín xuôi. Lúc này đây họ hàng nội ngoại, chi kỷ thân bằng bầu bạn nghĩa thông gia, tiếng mõ cầu kinh của hàng hội các già, lời cầu siêu của sư thầy đưa tiễn, nấm khúc nhạc buồn làm xe ruột nòng đau, tiễn đưa mẹ xuôi đò về quê tổ, cõi niết bàn hội ngộ gặp gia tiên. Vâng, và để thay lời cho các con các cháu của mẹ, đoàn xin được kính dâng lên mẹ bản nhạc Trở Về Bên Mẹ. Nặng nhớ thương và để tưởng nhớ cụ Vũ Thị Bách hưởng thọ 76 tuổi nay không còn nữa, xin kính mời đoàn kim nhạc ân nghĩa hãy nghiêng mình dành cho cụ phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Và cử hành nhạc viếng của đoàn kim nhạc ân nghĩa đến từ cơ sở phục vụ tang lễ Hạnh Nga cũng đã được chu viên hoàn tất. Một lần nữa, đoàn xin được chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này cùng gia đình tang quyến và xin cầu chúc cho hương hồn cụ sớm được siêu sinh tịnh độ, trở về cùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng an giấc ngủ ngàn thu. Chúng con xin được cúi đầu tiễn biệt. Công cha mẹ đã gánh vác hy sinh để rồi nuôi chúng các con trong các cháu đến ngày hôm nay, mà mẹ không còn nữa, mẹ đã mãi mãi đi xa về quê mình, để lại ơn đức sinh thành của người mẹ, người bà, người cụ. Đến khi vụ thác trọng kèn tiến đưa bằng nghi thức đến dân hương của đội kim nhạc điện tử quê hương vượt định vào thành phố Hải Phòng, trường tập cơ sở phục vụ tang lễ Hạnh Nga đã được chu viên hoàn tất. Thay lời cho gia đình tác quyến cũng như thay lời cho cụ bà Vũ Thị Bách, xin tiếp lòng giới thiệu tại thần đế biến của bà Mẫu ở Pháp Xuân Bạch Đằng Tiên Lãng, nên nhận được tin bà không còn nữa và đã mãi mãi đi xa về phân tinh hằng tiên kỳ. Đặc người xúc động với bệnh thanh tăng với tấm lòng thành kính, sau đây bà Mẫu đã về đặt đến dân hương tỷ tiến, xin trân trọng kính lời. Vâng, phần tổ chức tăng cũng trân trọng kính mời toàn thể thân nhân gia đình tăng cúng
và các con các cháu và vũ thị bách. Từ nay mọi người bắt chiếc đầu bằng các tang sẽ trở về với đi. Thân là giờ phút tiếng biệt mẹ chi sắp đến rồi đây. Yêu thương không níu nổi được nữa rồi mẹ ơi. Mẹ ơi thế là cuộc chia đi hôm nay là cuộc chia đi cuối cùng. Thế là rồi mẹ ra đi mãi mãi. Thế là để tờ đây là vĩnh viễn. Các con các cháu bỏ mẹ đây không còn mẹ đâu để gọi. Mà giờ này đâu Ngọc ngồi trước thành biệt ly. Để rồi tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi mẹ ra đi mãi mãi. Thế là mẹ ơi, giờ này đây các con của mẹ đây vẫn hiểu được rằng con sông kia có hồn mới chảy. Mà hạt tóc vàng có cây mới lên bông. Từ những đấng phàm phu cho đến bậc thánh hiền, ai sinh ra cũng đều phải có cha có mẹ mới lên thân mình. Mà ai cũng phải có con nào dưỡng dục của cha của mẹ mới lên thân người mẹ ơi. Mà mẹ ơi các con của mẹ đấy đợt nên từ đôi bàn tay trái và đôi dòng sữa mẹ. Các con uống ngọt dòng sữa mẹ, các con lại nhớ lời cha ru. Cha mẹ đã tạo tần hôn sân để rồi quy cho các con được khôn lớn trưởng thành mẹ ơi. Mà mẹ ơi các con của mẹ đâu thì quên làm sao được công lao mẹ hiền. Mẹ ơi đúng thật là trèo đèo mới biết đèo cao. Con nuôi con nhỏ mới biết công lao mẹ hiền. Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng còn suốt đời vì con. Nên người con phải xót xa mà đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Đổi ơn chín chữ cù nào, sinh thành kẻ mây non cao cho vừa. Mẹ ơi đứng giữa đoạn đấu nữa trên đời, khi mẹ đã khóc như diều đứt dây. Mẹ ơi cuộc đời như cháy hốt chín cây, cháy ngọt thì ít, cháy cây thì nhiều. Các con ấy chịu bao điều, nhưng không chịu lòi thân diều đứt dây. Mẹ ơi 76 mùa xuân một cuộc đời, 76 mùa xuân mẹ đã trải qua bao vất vả gian nan để nuôi các con trong các cháu đến ngày hôm nay. Mà mẹ ơi thế là từ đây vĩnh biệt mẹ rồi. Mà còn đâu mẹ nữa để cháu con về hỏi thăm. Mẹ ơi thế là kể từ ngày hôm nay trở đi, các con các cháu của mẹ đây có về tới cửa tới nhà. Mà tìm mẹ cửa trước gọi mẹ cửa sau. Mẹ ơi thế là từ nay vắng tiếng vắng người. Thế là từ nay vắng cả những câu ân tình. Mà mẹ ơi có thức đêm khuya thì các con, các cháu của mẹ đây mới biết đêm dài. Các con, các cháu có xa mẹ thì các con mới hiểu mất còn là đâu. Mẹ ơi thế là từ nay các con khóc mỏi mòn mà đi tìm mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Mẹ ơi thế là từ nay góc biển chân trời các con thương nhớ mẹ chỉ biết thương nhớ ở nơi suối vàng. Mẹ ơi chỉ còn ít phút nữa mà thôi.
Làm giờ phút tiễn đưa mẹ về nơi nghỉ cuối cùng. Rồi mẹ ra đi mãi mãi. Mẹ ơi giờ này đây, mẹ cho các con khóc như năm xưa con khóc bên người. Thế là mãi mãi mẹ ơi, mà bóng chim thông cả đất trời xa xăm, lòng mồ xanh mẹ lòng yên nghỉ, trong lòng vàng lưu luyến ngàn năm. Giờ này đây tử tôn hôn thế thành trăm, mà cũng mẹ ba nê con cầm nẻ lên. Chúc mẹ về Tây Thiên Cực Lạc cùng ông bà với hạt xe mây, trong lòng ngày giàu tháng dài, cháu con quỳ trước linh bài khóc than. Nghi thức lễ cầu siêu, các đoàn quý chư tăng cùng quý Phật tử nhà chùa sẽ trở về trước nhân ái thiền, trước bàn thờ Phật, trước thanh linh hồn cụ bà Vũ Thị Bách. Để chúng đều phải hết đồng tiên đương Bộ Bộ Thị Bách của đoàn các ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể của địa phương các điều kiện hành trọng đề và sắp quan trọng kính báo để toàn thể các quý vị đại biểu cũng như toàn thể các vị tăng khách cùng quý chư tăng và quý vị nhà chùa được biết. Cảm ơn để sắp xếp lịch trình chuẩn bị cho nghi thức lễ chúng đều và hết đồng tiên đương cùng à. Cháu đã đỡ đâu chứ. Điều mà lễ đồng tiên đưa cô bà có thể mất về để ăn nghỉ cuối cùng. Cảm ơn cũng là cuộc chia phát tư xóm ngõ, không còn thấy cô bóng dáng trước bên nhà, không còn thấy cô bóng dáng vẫn vào ra và dường chắc tối đẹp còn kia mà còn đâu cùng. Thời gian đã điểm, vậy ban tổ chức tang cũng trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho các vị đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương sẽ trở về trước nhang án tiền, trước hương linh hồn cụ bà Vũ Thị Bách, để cùng với gia đình của họ tộc Nội Hoài cùng với ban tổ chức lễ tang sẽ tiến hành long trọng tổ chức phần nghi thức lễ truy điệu và lễ đồng tiễn đưa cụ bà Vũ Thị Bách về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được cử hành trọng thể. Và ban tổ chức lễ tang cũng trân trọng kính mời toàn thể thân nhân gia đình tang quyến là các con các cháu giờ này sẽ trở vào. Dạ vâng, ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời đội nhạc hiếu sẽ cử hành nhạc tang. Lễ truy điệu của bà Vũ Thị Bách xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho các vị đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, kính thưa toàn thể các quý cụ, quý ông bà, cô bác và gia tộc họ Nội Hoài, quý như khách gần xa, các bậc gia đình thông gia liên gia và bà con quê hương phố xóm. Cụ bà Vũ Thị Bách sinh năm 1944, cụ sinh nguyên quán tại thôn Chữ Khê, xã Đồng Hòa, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng. Hiện nay cụ đang trú quán tại số 63 đường quán chữ Đồng Hòa, tổ dân phố Trường Chinh 4, quán chữ Kiến An, Hải Phòng. Qua một thời gian cụ lâm bệnh, mặc dù cụ đã được tập thể gia đình, các con các cháu của cụ đã hết lòng tận tâm chăm sóc phụng dưỡng, lo cho cụ từng bữa ăn giấc ngủ, cùng các bậc y bác sĩ đã hết lòng tận tâm chăm sóc cứu chữa, tìm cho cụ những bài thuốc hay và những ông thầy giỏi mong chữa trị cho cụ chóng mau lành bệnh để cụ sống cùng với gia đình cháu con vui cùng quê hương phố xóm. Nhưng than ôi, cây muốn nặng gió chẳng đừng, do tuổi cao sức yếu, căn bệnh của cụ quá trầm kha nên cụ đã không qua khỏi được. Cụ đã thanh thản ra đi, chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh vào hồi 23:17 ngày 5/11/2019, tức là ngày 9/10 năm Kỷ Hợi, tại gia đình cụ hưởng thọ 76. Khi nhận được tin cụ bà Vũ Thị Bách không còn nữa, cụ đã từ biệt cõi trần gian, từ biệt gia đình, từ biệt cháu con họ tộc Nội Hoài và bà con quê hương phố xóm, để cụ về cõi vĩnh hằng cùng với tổ tiên. Gia đình của họ tộc đã báo tin các quý vị đại biểu đại diện cho các vị đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương
phối kết hợp cùng với cơ sở phục vụ tăng lễ hành Nga tiến hành thành lập ban tổ chức lễ tang để nói việc hậu sự cho cụ được chu viên hoàn tất. Danh sách ban tổ chức lễ tang của ông Phùng Xuân Thủy, trưởng ban công tác mặt trận làm phó ban lễ tang, và bà Nguyễn Thị Như Trang, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Quán Chữ làm ủy viên lễ tang. 6. Ông Trần Nhật Tân, chủ tịch hội cựu chiến binh phường Quán Chữ làm ủy viên. 7. Ông Phạm Anh Tuấn, chi hội trưởng hội phụ nữ tổ dân phố trực trinh 4 làm ủy viên lễ tang. 9. Ông Bùi Đức Chính, các quý phụ quý ông bà cô bác và gia tộc hồ nội ngoại, quý những khách gần xa, các bậc gia đình thông gia nhân gia trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, dạ vâng, để vĩnh biệt một cuộc, để vĩnh biệt một công dân không còn nữa. Mọi cuộc đời 76 mùa xuân mà cụ bà Vũ Thị Hiệu được kính mời ông Phạm Quang Tuấn, phó chủ tịch vĩnh biệt trước anh linh hồn cụ. Và vị đại biểu đại diện nhất Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Chữ cùng các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa gia đình nhà Hiếu. Trong lúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quán Chữ đang ra sức phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Được tin cụ Vũ Thị Bách, vợ của liệt sĩ Trần Đình Đức, thuộc hộ gia đình người có công, cụ là hội viên hội phụ nữ, hội viên hội nông dân, hội viên hội người cao tuổi của phường Quán Chữ, nay không còn nữa. Cụ đã ra đi để lại cho gia đình, họ hàng, anh em, bà con xóm phố nỗi mất mát lớn lao và niềm tiếc thương vô hạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, cụ Vũ Thị Bách sinh năm 1944, quê quán thôn Chữ Khê, xã Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng, thường trú tại số 63 đường Quán Chữ, tổ dân phố Trường Trinh 4, phường Quán Chữ, quận Kiến An. Do sức khỏe yếu, lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, con cháu, các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, song không qua khỏi. Cụ đã trút bỏ bụi trần về nơi tiên tổ vào hồi 23 giờ 17 phút ngày 5 tháng 11 năm 2019. Tức ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 76 tuổi. Cụ Vũ Thị Bách sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn vất vả. Lớn lên, cụ lập gia đình với ông Trần Đình Đức, sinh năm 1939 và nhập ngũ năm 1966. Đóng quân tại D4, E31, F3 tại mặt trận phía Nam, liệt sĩ Trần Đình Đức hy sinh năm 1968 tại mặt trận phía Tây Nam. Hai ông bà sinh hạ được hai người con trai. Các con của ông đều đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, cụ Vũ Thị Bách trong quá trình sinh sống tại địa phương đã được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền hết sức quan tâm, hàng năm vẫn được lãnh đạo các cấp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân ngày lễ, ngày Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bản thân cụ là người sống có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, luôn được nhân dân, bà con xóm phố tin yêu và kính trọng. Đối với gia đình, cụ là người vợ, người mẹ đầy trách nhiệm lo toan, người mẹ mẫu mực, tần tảo. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, nơi cư trú. Đối với anh em, bạn bè, cụ là người bạn chân thành, thật thà và cởi mở.
đối với bà con xóm phố, họ hàng, cụ là người bạn thân thiết được mọi người tin yêu và kính trọng. Cụ mất đi, họ tộc mất đi một người con, người cháu hiếu nghĩa với tổ tiên, trung thủy với bạn hiền và yêu thương con cháu. Cụ ra đi, gia đình mất đi một chỗ dựa tinh thần, không gì thay thế nổi. Con không được nhìn thấy mẹ, cháu không được nhìn thấy bà, âm dương cách biệt. Cụ ra đi, bạn bè, xóm phố, mất đi một người bạn chân tình, cởi mở, đầy nhiệt huyết, hết lòng vì sự phát triển của gia đình và tổ dân phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương mất đi một công dân nhiệt tình, gương mẫu. Kính thưa vong linh cụ Vũ Thị Bách, dẫu biết rằng cuộc đời là hữu hạn, nhưng sự ra đi của cụ vẫn gây bất ngờ, hụt hẫng với tất cả chúng tôi. Giờ đây, bên linh cữu của cụ, anh em, bạn bè, quý khách gần xa, cùng toàn thể nhân dân, với nén hương thơm, những vòng hoa thắm, lòng bùi ngùi, liền tiếc thương vô hạn, hướng về linh cữu cụ. Trong giờ phút tiếc thương vô hạn này, khi chúng ta tiễn đưa cụ về cõi vĩnh hằng, thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình toàn thể tang quyến, họ hàng tang chủ. Mong gia đình hãy nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương mãi mãi biết ơn và ghi nhận công lao của cụ. Ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn các đoàn thể, quý khách gần xa, cùng toàn thể nhân dân đã đến thăm, viếng và chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ tiễn đưa cụ Vũ Thị Bách về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước lúc tiễn đưa linh cữu cụ về nơi cao xanh vĩnh hằng, một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phường Quán Chữ cùng các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố cùng toàn thể nhân dân xin chân thành cảm ơn. Ban nhân dân phường Quán Chữ, trưởng ban lễ tang, xin vâng kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các vị khách quý, xin vâng đúng thật là nghĩa từ là nghĩa. Chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố, trường chính bốn, thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, các gia đình, thông gia, nhân gia. Thưa các bạn bè, đồng hội, đồng môn, đồng nghiệp, đồng ngũ, đồng hương của cha, mẹ và anh em, con cháu chúng tôi, thưa bà con xóm phố. Mẹ chúng tôi là Vũ Thị Bách, ngày qua đã bị bệnh hiểm nghèo. Tuy đã được con cháu trong gia đình và bệnh viện hết lòng cứu chữa, song tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng nên không qua khỏi, đã tạ thế vào hồi 23 giờ 17 phút ngày 5 tháng 11 năm 2019. Tức là ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 76 tuổi. Trong những ngày qua, mẹ chúng tôi nằm xuống đã được họ mạc, các cơ quan đoàn thể, xóm phố, bạn bè, các gia đình, thông gia, nhân gia thăm viếng chia buồn. Hôm nay, lại được chính quyền, phường, đoàn thể tổ chức lễ tang long trọng. Thay mặt cho gia đình, tôi xin cảm ơn tấm lòng của các quý vị đã mang đến cho gia đình chúng tôi sự cảm động khôn xiết. Trong lúc tăng gia bối rối, trong quá trình tiếp đón không tránh khỏi thiếu sót, chén nước chưa chế tay,
lời chào chưa thấu đáo, mong các quý vị lượng thứ. Hơn nữa, họ nội tộc chúng tôi lại ở xa từ quê hương Tiên Áng ra đây, được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con xóm phố và bên ngoại. Thay mặt cho họ nội tộc, chúng tôi hết sức biết ơn những tấm lòng vàng đó. Sau khi tiễn đưa mẹ chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin được mời các quý khách họ hàng trở lại gia đình ăn bữa cơm thường, để anh em chúng tôi có điều kiện cảm tạ. Một lần nữa, thay mặt gia đình xin đa tạ các quý vị đại biểu, xin đa tạ, đa tạ. Yêu tôi sinh ra hiểu mệnh vô vẩn vô cố tâm vô ổn thường. Một khi khách tan quy hạ sứ tinh nặng đâm không vọng cô hương. Chiên bá nhìn thiên thân thiết thính an sản thính thác vãng bây thiên. Nam mô thế giới đại từ đại bi thiên dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đại từ đại bi thiên dẫn đạo sư, dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Da 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 da
cặp công đức thiên vị hiệu tùng, họ cặp tam hữu pháp giới chung sinh chi tâm phát nguyện, nguyện hàn sinh tây phương tịnh độ chung tiêu hóa tai kiến phạm độ vô sinh ba thai bồ tát ni bản nữ nam mô tây phương cử đại bi tiếp dẫn đạo sư chưa cụ bà có thể bắt về nữa ăn nghỉ cuối cùng sẽ Bye.
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn. Chân nhang lấm ma lát cho tan, xăm xăm bóng mẹ trần gian. Trời cao ban phước cho cha mẹ con, song giới con dài lâu để con kính yêu phụng thờ. Bao tháng năm mẹ cha chỉ sống cho đàn trẻ thơ, khi chúng con thành nhân là khi tuổi già cận kề. Bao tháng năm ngày qua con sống vô tâm thờ ơ, không nghĩ công tàu xanh, không thấu công ơn cao dày. Nay tính mê lòng con vui sướng khi còn mẹ cha nuôi thái sơn đời con chẳng. Thank you.
Cơn giông hôm qua đã xua đi không khí oi ả, cho bầu trời hôm nay dịu nắng mát mẻ hơn. Mọi người đến với lễ tang bằng cả những tấm lòng. Đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng trang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn vang vọng cả một vùng quê. Tiết tấu nhạc buồn mà chán hoa cởi mở, đó thực sự là nghĩa tình đoàn kết. Nỗi tiếc thương lắng đọng tâm can. Khi sống, mẹ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ra đi, tình làng nghĩa xóm với tan quyến như một nhà thủy chung như nhất. Kể từ đây, mẹ mãi mãi rời sang ngôi nhà mảnh đất, vĩnh biệt góc sân mảnh vườn, hàng cây bể nước thân quen, để lên cỗ xe đưa người về với non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau sẽ là bao niềm thương nỗi nhớ của quê hương xóm làng. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Khiêng vác nắng đội đầu, từng người làm dịu mát. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu mưa sớm. Thank you.
ấm chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng mẹ, lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, một vùng quê rạng rỡ trong tim, rung động lòng người. Biết bao tình cảm chứa chan tình đời, lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Chướng cờ bay đón gió đậm, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Đất trời an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Mẹ đau trời đất nổi giông, mẹ đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Còn như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn mẹ già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Một vùng thơm thảo hương bay đất lành, từ đây khắp một chữ danh, người xưa đã thành cổ nhân mất rồi. Trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Phần này vết mực nào xóa bỏ.
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Hồn đi tôi dẫn hồn đây, hồn về tắm gội trước mây cam à lò. Nam mô A Di Đà Phật. Áo lục trụ hồn mặc, có tấm điệp vàng trong tay. Nam mô được ngày tốt nhất hồn ở đây. Dù ai bóng không phóng khinh, hôm nay ngồi ở cửa từ bi, hồn ngồi bóng mắt một khi vào chùa. Công đức sinh người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thank you.
nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.